Cặp đôi mù. Ê, trời ơi, không phải của bà đâu mà bà Nhạc. Của đâu mà để bà Nhạc nhiều thế? Bộ bà không thấy lon còn nước ở bên trong hay sao? Tôi xin lỗi. Tôi không biết. Này, cầm lấy đi. Lần sau cầm đồ ăn, đồ uống đi đường phải cẩn thận nha. Đừng có để rơi nữa đó. Thời buổi này, rơi một miếng là có người nhặt ngay. Mẹ, mẹ ơi, hình như bà lão ấy bị mù thì phải, thật tội nghiệp. Ờ, thế hả? Ừ ha. Ôi, mà giờ người thật người giả nhiều lắm con ơi. Có nhiều kẻ giả vờ thế để xin lòng thương hại của người khác thôi. Thôi đi nhanh lên, để về kẻo trưa nắng lắm á. Lần sau mình phải cẩn thận hơn mới được. Cứ tưởng đồ người ta bỏ đi, ai dè. Thật, vãi hết cả mồ hôi. Đi suốt cả chặng đường, mày cũng có cái gốc cây mà nghỉ. Mỗi tội chả làm ăn được gì. Để xem nào. Một tờ 2 đồng ư? Chán thật. Cả buổi kiếm được có 2 đồng thế này. Thôi mà, có còn hơn không. Nằm xuống đây ngủ một giấc cái đã, rồi dậy đi tiếp. Nhưng phải cất tờ tiền này thật kỹ, không bị mất thì coi như công toi. Có ai đó phải không ạ? Vâng, cụ hỏi gì thế cụ ơi? Bác ơi, cho hỏi con đường này có chỗ nào ngồi nghỉ được không? Nắng quá bác ơi. Tôi đi cả quãng đường dài rồi mà chẳng có chỗ nào để ngồi nghỉ được hết. Nếu vậy thì cụ đi thêm một đoạn nữa đi. Đằng kia có gốc cây cổ thụ to đấy, ngồi đấy nghỉ ngơi được. Trưa nắng thế này sao cụ không ở nhà nghỉ đi, rồi đợi chiều mát mẻ làm tiếp. Nhà tôi ở xa lắm bác ạ. Tôi tranh thủ đi cả ngày rồi tối mới về. Thôi tôi đi đây, cảm ơn bác nhiều nha. Chà, chỗ này mát quá. Đúng là có cây cổ thụ che bóng có khác. Vào đây nghỉ ngơi một lát cái đã. Tựa lưng vào gốc cây mà ngủ một giấc cũng chả khác gì được nằm trên chiếc giường êm ái cả. Ôi trời, cái gì thế này? Cái gì đè lên người tôi thế này? Ê chết, trời ơi, có người ở đây sao? Ai đó? Ai mà vô duyên thế? Bộ đuôi mù rồi hay sao mà không thấy tôi đang nằm ở đây hả? Ở đâu mà có người vô duyên vô ý hết sức? Thật là bực mình mà. Thôi chết. Tôi sợ ý quá. Tôi xin lỗi. Xin lỗi cô. Cô có sao không? Xin lỗi gì mà xin lỗi? Đi đứng hết mắt lên trời hay sao mà không biết có người đang nằm nghỉ ở gốc cây thế hả? Tôi mù. Tôi bị mù cô à. Tôi mù thật. Cho tôi xin lỗi cô nha. Thật là tôi không biết có người đang nằm ở dưới gốc cây này. Hôm nay tôi lại không mang theo gậy nên không dò được trước đó cô. Một bà cụ bị mù giống mình. Mình đúng là bất cẩn mà. Sáng nay đã như vậy rồi, giờ lại tiếp tục gây phiền hà cho người khác. Cô ấy không nói gì, chắc cũng còn đang giận mình lắm. Tôi mù thật đó cô ơi. Mong cô thông cảm cho.
tôi xin phép không làm phiền giấc ngủ của cô nữa. Hay là... nhưng mà... cho con xin một đồng ạ. Ông bà đi qua đi lại cho kẻ mù là như con xin một đồng ạ. Xin ông bà qua lại cho con xin một đồng ạ. Cảm ơn, cảm ơn. Ngồi cả buổi cuối cùng cũng kiếm được một đồng. Ngồi thêm chút nữa xem có kiếm thêm được đồng nào nữa hay không. Có lẽ hôm nay chỉ được thế thôi. Thôi thì về vậy, kiếm được một tờ như này cũng được đủ cho bữa ăn trong ngày hôm nay của mình rồi. Này bà cụ ơi, tôi cho bà 2 đồng nè. Bà ấy cũng đáng thương giống mình. Mình không biết là nhỡ miệng sổ sàng với bà ấy, số tiền duy nhất mình đang có này có lẽ sẽ xoa dịu bớt những lời thua lỗ cộc cằn của mình khi nãy đối với bà ấy. Tôi cho bà 2 đồng nè, bà lại đây mà cầm lấy đi. Chà, cuối cùng cô bé cũng đã lên tiếng. Hẳn con bé đã tha thứ cho mình rồi, lại còn cho tiền mình nữa chứ. Cảm ơn cô nha. Bà ấy đi rồi ư? Bà ấy không lấy tiền của mình cho sao? Hay bà ấy còn giận mình? Có lẽ là vậy rồi. Bà ấy không tha thứ cho mình vì mình đã quá nặng lời với bà ấy. Một chiếc lá sao? Không lẽ cô bé gạt mình hay đùa cợt với mình? Cứ tưởng người ta thật lòng, ai dè. Già rồi mà còn bị lừa thế này. Cụ ơi, khi nãy cụ hỏi đến gốc cây để nghỉ mà cụ không nghỉ hả? Cụ có biết mình đã đi qua gốc cây rồi không? Hả? Là bác đó sao? Tôi biết có gốc cây ở đằng kia rồi, nhưng mà có người ở đó rồi, nên là thôi tôi không ngồi nghỉ nữa. Mà bác ơi, bác xem giúp có đúng là có chiếc lá trong mũ của tôi không, hay là do tôi nhầm? Vâng, là chiếc lá cụ ạ. Sao thế cụ? Thế hả? Tôi lại tưởng cô bé đó cho tôi tiền thật chứ. Chắc cô ấy muốn đuổi tôi đi khỏi gốc cây ấy mà. Là cô bé mù đang ở gốc cây kia hả cụ? Hả? Cô bé đó cũng bị mù giống tôi sao? Vâng, thấy cô bé cứ ngồi tần ngần ở gốc cây, cầm tờ 2 đồng sờ sờ nắng nắng mãi. Khổ, chắc không biết đó là tờ tiền mấy đồng ấy mà. Thì ra là như vậy. Có lẽ do chiếc lá vô tình rơi vào mũ, khiến mình tưởng cô bé đã bỏ tiền vào rồi. Suýt chút nữa mình cũng đã hiểu lầm cô bé tội nghiệp đó. Phải quay lại đó nói lời cảm ơn lần nữa. Viên uống Omega 369 Royan cho trái tim bền miễn, do mắt sáng tinh anh. Royan nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạc Ma. Ai mới là người may mắn? Đến cả tháng nay, nhà hàng ế ẩm quá, có khi phải sớm quyết định thôi. Hay là mình nghĩ lại đi anh, nhà hàng này là cả tâm huyết của chúng ta mà. Đành phải chấp nhận thôi em, thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, chúng ta không thể kham nổi những khoản phụ phí theo nhà hàng này nữa rồi. Chúng tôi thành thật xin lỗi, vì tình hình kinh tế khó khăn, nhà hàng bấy lâu nay rất ít khách, nên vợ chồng tôi đành phải đóng cửa nhà hàng này. Thật vậy ư? Hay là chúng tôi sẽ cố gắng làm không lương thêm 1 tháng nữa xem sao. Có khi tình hình khả quan hơn không?
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây là tiền lương tháng này của các bạn. Tôi mong mọi người hiểu. Vợ chồng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Nhân viên đã về hết rồi. Mình lau dọn một chút rồi về đi em. Dạ vâng ạ. Xin lỗi, giờ đã muộn rồi. Nhà hàng tôi đã đóng cửa rồi thưa quý khách. Vậy à, tôi không biết. Chúng ta đi chỗ khác thôi. Nhà hàng này đã đóng cửa rồi con à. Không, tôi không chịu đâu. Ba đã hứa tổ chức sinh nhật cho con ở nhà hàng này mà. Chỗ này người ta đóng cửa rồi. Để cha dẫn con sang quán khác nha. Không, con đói, con không đi đâu hết. Dạ thưa quý khách, không sao đâu. Cháu bé muốn ăn gì để tôi nấu ạ. À? Thôi, anh chị đã dọn hàng rồi mà. Anh đừng ngại, hôm nay là sinh nhật của cháu mà. Cậu bé, cháu muốn ăn gì nào? Cháu nghe các bạn nói, ở đây có món mì bài rất ngon. Vâng, mời quý khách ngồi đợi một chút ạ. Làm phiền anh quá. Lại có khách nữa, để em ra từ chối họ nha. Dù sao ngày mai chúng ta cũng đóng cửa rồi. Có món gì ngon em làm hết đi, để mời vị khách kia. Coi như đó là cái duyên khi ông ta trở thành vị khách cuối cùng trong sự nghiệp kinh doanh của vợ chồng mình. Dạ vâng. Có lẽ ông nhầm rồi. Tôi chỉ gọi bò bít tết thôi mà. Không thể nói với ông ta rằng ông ta là vị khách cuối cùng trong sự nghiệp kinh doanh của mình được. Cửa hàng chúng tôi mỗi ngày chọn ra một chỗ ngồi may mắn để mời những vị khách ngồi tại chỗ đó những món ăn ngon. Và hôm nay chỗ anh ngồi chính là chỗ ngồi may mắn. Hả? Chỗ ngồi may mắn ư? Ôi, không ngờ cuối ngày tôi lại nhận được niềm vui đặc biệt như thế này. Cha ơi, con cũng muốn được ăn chiếc bánh pizza to như vậy. Đi thôi con, chúng ta đâu có nhiều tiền để ăn bánh chứ. Xin lỗi anh, thằng bé làm phiền anh rồi. Nhưng con muốn ăn bánh pizza mà. Nếu cháu thích, cháu có thể ngồi đây ăn cùng ta. Bác nói thật chứ ạ? Ôi không, anh đừng chiều nó. Trẻ con chiều nhiều sẽ sinh hư đấy. Không sao đâu, hôm nay tôi ngồi trúng chỗ may mắn. Tôi không muốn giữ sự may mắn đó cho riêng mình. Anh đừng ngại, cứ để cháu dùng tự nhiên đi. Ngon quá cha ơi. Có vẻ như anh có tâm sự gì đó. Nếu không ngại, anh cứ nói ra cho nhẹ lòng. Chẳng giấu gì anh, tôi đã thất nghiệp hơn 2 tháng nay. Bố con tôi đã tiêu gần hết số tiền đã dành dụm được. Tôi không biết từ ngày mai bố con tôi sẽ sống bằng gì đây. Đây là địa chỉ và số liên hệ của tôi. Ngày mai hãy tới chỗ tôi. Tôi sẽ sắp xếp cho anh một công việc phù hợp để anh có thu nhập lo cho con. Anh nói thật chứ ạ? Đúng vậy. Tôi vốn là chủ tịch của tập đoàn CK. Ngày mai cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho hai bố con. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ôi, đây quả đúng là chỗ ngồi may mắn mà. Chỗ ngồi may mắn? Ông bố kia may mắn thật anh nhỉ. Từ chỗ không có việc làm để lo cho con, giờ thì gặp may mà có việc tử tế rồi đấy. Đúng rồi, sao chúng ta không làm như vậy chứ? Hả? Làm gì vậy anh? Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày chúng ta sẽ chọn một vị trí may mắn trong nhà hàng để chiêu đãi miễn phí cho một vị thực khách. Chiêu đãi miễn phí sao? Liệu như vậy có được không? Anh nghĩ rất hiệu quả, ai cũng muốn có được may mắn mà. Nó sẽ thu hút được khách đến với cửa hàng của chúng ta. Chỗ ngồi may mắn hả? Biết đâu tôi sẽ chọn đúng vị trí đó. Phải đấy, thử xem mình có phải người may mắn không nào. Chúc mừng, quý khách chính là người ngồi đúng vị trí chỗ ngồi may mắn. Tuyệt quá, cảm ơn anh. Tuyệt quá, tôi đến sớm chút nữa, có phải ngồi đúng vị trí đó rồi hay không? Từ ngày mai, nhà hàng chúng tôi sẽ tăng lên, mỗi ngày sẽ có 2 chỗ ngồi may mắn. Hy vọng mọi người đến ủng hộ ạ.
là vị khách may mắn đầu tiên của nhà hàng. Rất vui được gặp lại anh. Cảm ơn anh. Nhờ có chuyến viếng thăm của anh vào đầu năm mà tôi mới nghĩ ra hình thức kinh doanh mới cho nhà hàng. Thú thật hôm đó chúng tôi định sẽ đóng cửa hàng và anh là vị khách hàng cuối cùng. Không ngờ anh chính là vị thần may mắn của cửa hàng chúng tôi. Đâu có, chính tôi mới là người may mắn khi được tới đây gặp anh và cha con anh Jim mà. Chỉ vì được miễn phí bữa ăn đó ư? Sự may mắn còn lớn hơn rất nhiều lần. Anh có biết buổi tối hôm đó, khi đến nhà hàng của anh ăn tối, tôi đang nghĩ ngợi và có dự định gì trong đầu hay không? Hôm đó tôi biết được tin vợ tôi phản bội tôi để đi theo người tình. Vì cô ấy chê tôi chỉ biết có công việc và không quan tâm đến gia đình. Rồi tôi phát hiện ra đứa con mà tôi yêu thương bấy lâu lại không phải là con ruột của tôi. Khi cô ấy về lôi đứa con nhỏ đi, tôi đã nghĩ cuộc đời tôi đã kết thúc tại đó rồi. Không, tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với tôi như vậy chứ? Tôi mất tất cả, đã mất hết rồi ư? Tôi đến bờ sông trong nỗi tuyệt vọng khủng khiếp. Trong đầu tôi dự định là sau khi ăn một bữa tử tế, tôi sẽ trở về nhà để kết liễu sinh mạng của mình. Và rồi tôi đã được anh tặng cho chỗ ngồi may mắn. Tôi cứ ngỡ rằng ông trời đang giở trò chiêu ngươi, châm biếm tôi. Nhưng sau khi tôi mang nửa cái bánh tặng cho đứa bé, rồi mang một việc làm giúp cho cha đứa bé, thì lúc đó tôi mới thấy là cuộc đời của tôi cũng còn có một chút xíu giá trị và hữu dụng. Tôi lại chợt nghĩ, tại sao tôi lại có ý nghĩ chấm dứt cuộc sống này chứ? Cho nên phải nói chính anh đã cứu lấy cuộc đời của tôi. Bây giờ tôi mới hiểu, sự may mắn chỉ đến với ta khi nào lòng ta mở rộng vì tha. Nếu tôi không tặng bánh cho anh, tôi sẽ không nghĩ ra chỗ ngồi may mắn để tiếp tục kinh doanh. Nếu anh không tặng cha con nhà nọ nửa chiếc bánh, có lẽ cuộc sống của anh sẽ rẽ theo hướng khác. Chúng ta thực sự là những người may mắn của nhau. Liệu chỗ tôi ngồi ngày hôm nay có phải là chỗ ngồi may mắn không? Tất nhiên rồi, thưa ngài may mắn. Viên uống Omega 369 Royal cho trái tim bền biển, do mắt sáng tin anh. Royal nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạm Ma. Sức mạnh của lòng tốt. Hiện tại, con bão Podol đang di chuyển rất nhanh theo hướng Tây, sát đường Alabama. Nếu ai đang đi trên đoạn đường này, đề nghị mọi người hết sức cẩn thận. Trời ơi, sao mày lại dở chứng vào lúc này cơ chứ? Sao lại chết máy lúc này chứ? Lạy Chúa, sao em dậy sớm vậy? Em dậy chuẩn bị cho anh chút đồ ăn sáng nè. Anh đi cẩn thận nha anh. Nhớ về sớm, em chờ cơm. Anh nhớ rồi, anh sẽ về sớm. Sao đến giờ anh ấy vẫn chưa về? Đây có phải số điện thoại của cô Anna không ạ? À? Vâng. Tôi là y tá đang gọi điện từ bệnh viện. Hiện tại chồng của cô đang rất nguy kịch. Anh ấy bị tai nạn giao thông và bị thương rất nặng. Hả? Bị thương rất nặng ư? Chúng tôi rất tiếc, nhưng mong chị hãy nghĩ đến tình huống xấu nhất. Còn những 50 km nữa mới ra đến bệnh viện trung tâm thành phố. Mình biết phải làm sao đây? Giúp tôi với, tôi ở đây. Có chuyện gì vậy? Anh có thể cho tôi đi nhờ ra bệnh viện thành phố được không? Xin lỗi cô, cơn bão lớn quá mà xe tôi đang đi ngược đường. Làm ơn dừng lại đi mà. Đã gọi cho người nhà bệnh nhân chưa? Dạ, chúng tôi đã liên hệ. Mà hình như vợ anh ta đang trên đường đến đây. Hy vọng quấy đến kịp. Giúp tôi với, giúp tôi. Xin hãy dừng lại giúp tôi với, làm ơn. Xin Chúa hãy giúp con. Con cầu xin người mà. Giúp tôi. Sao giữa trời mưa bão này cô lại ở đây? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đang rất cần ra thành phố gấp.
tới bệnh viện. Nhưng mà tôi vừa đi qua đó, tôi không đi về phía thành phố nữa. Nhà tôi ở ngay đây rồi. Chồng tôi, anh ấy đang cần tôi. Anh ấy bị tai nạn đang rất nguy kịch. Được rồi, vậy thì tôi sẽ giúp. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Kia rồi, trung tâm thành phố. Dạ vâng, làm phiền anh quá. Anh đã giúp tôi rất nhiều, nên hãy cứ nói lấy bao nhiêu tiền để tôi trả. Ai trong tình cảnh của tôi cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Tôi rất biết ơn anh, nên anh hãy cho tôi biết địa chỉ nhà đi. Có dịp tôi sẽ đền đáp. Ừ, cô không phải làm gì để đền đáp tôi đâu, thật mà. Dạ vâng, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Chú ơi, chú đừng lấy chiếc tivi đó nhà cháu mà chú ơi. Bỏ ra, thằng bé này. Bố con chưa về, chúng ta thì không còn tiền để trả, cũng chẳng có cách nào khác. Tivi của cháu mà. Chị My con yêu ạ, quay lại đi mà. Anh xin lỗi em, anh gặp sự cố trên đường. Chúng đã mang hết đồ đạc đi, cả chiếc tivi mà anh tặng cho con. Không sao đâu, anh sẽ sớm kiếm lại được tiền và mua lại chiếc tivi. 7 ngày sau. Anh không thể lấy lại chiếc tivi cho con được sao? Không, họ đã thanh lý nó mất rồi. Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng kiếm việc làm, chăm chỉ, tiết kiệm dành dụm, mua lại cho con chúng ta chiếc tivi mới. Cái gì thế này? Một chiếc tivi mới khác ư? Đúng rồi, tivi mới. Tivi mới bố ơi. Chắc là có sự nhầm lẫn gì đó rồi. Bố ơi, con thích chiếc tivi này, bố ơi. Nhưng ở đây ghi gửi tặng người đàn ông có mái tóc đỏ sống ở khu thị trấn nhỏ Belgrade. Đúng đấy, cả cái thị trấn nhỏ bé này chỉ mình anh có mái tóc đỏ thôi à. À, còn có cả một tấm thiệp đính kèm đây này. Xin chào người đàn ông có mái tóc đỏ ở khu thị trấn nhỏ Belgrade. Vâng. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.